Tao hỏi mày là thằng nào là không lịch sự à. Với những cái người không quen biết đấy, thì chúng ta nên xưng gọi nhau là ông tôi nhá. Nói như thế này là hiểu đúng không anh em? Không ai xưng là mày tao cả. Đấy. Tôi đã nói đến cái nước như thế này rồi mà nó vẫn còn không biết nữa thì thôi được rồi. Những cái trận như này thì cứ âm thầm mà đấm nó thôi anh em ạ. Top 1 là có clip à. Thực ra này nó vẫn cứ hỏi kiểu trống không, nhưng thôi rồi, tôi rất là coi như là kiên nhẫn với cả cháu đó. Đấy. Thôi được rồi, trả lời thôi. Đùa, thật sự là như thế. Đấy, trả lời rõ ràng cho cháu nó biết là tôi không thèm chơi cái bộ đấy luôn. Đấy, để cháu nó đỡ sợ, để cho cháu nó chơi Warrior cho nó đỡ sợ. Ok. Đấy, còn tôi là thật với anh em là cái thằng này nó cũng may mắn đấy. Nó gặp tôi trận này. Bởi vì là không phải ai tôi cũng coi như là tung ra cái trận đấu mà cái đội hình bí kíp của tôi đâu anh em ạ. Trận này tôi quyết định là tôi sẽ tung ra cái đội hình bí kíp, và tôi cũng coi như là tôi giới thiệu cho anh em luôn. Đây là cái đội hình mà tôi đã chuẩn bị. Tôi đã chuẩn bị để tôi counter vào cái meta Fallen Witcher kẹp Saman. Ok chưa? Đấy. Anh em đã hiểu tại sao nó lại có cái tên là Ngu Long Hóa Hình chưa? Để xem nhá, xem là có ăn được không nhá. Sao này, liệu rằng có chịu nổi một round không? Đấy. Tôi nói luôn là bây giờ là bá lắm rồi đấy anh em ạ. Sức mạnh của đội hình là bây giờ là vượt trội hơn hẳn đối thủ ở đây anh em nhá. Đấy, nếu không nói là cao tư trực tiếp vào cái bộ Saman nhá anh em nhá. Đấy, bây giờ sang đây một cái để chứng minh cho cái nào. Nó gọi là siêu late game rồi anh em ạ. Ui, vẫn không gặp kìa. Thế chứ này. Không gặp mà gặp cái bóng của tôi ở bên kia. Chó đỏ gặp bóng của tôi. Ôi, còn cái bộ này thì nói chung là đấy anh em thấy không, tôi đấm rồi. Đi luôn không? Ui rồi, có một máu. Cháu nó có một máu anh em ạ. Tôi không nghĩ là có cái cửa nào mà có thể đối thủ ăn được tôi ấy. Thật ạ. Trời ơi, anh em nghĩ làm sao thua được nhỉ? Trời ơi. Đấy, dạy cho cháu nó bài học, cho cháu nó biết. Cho cháu nó biết. Một máu đi rồi. Anh em thấy chưa? Siêu bí kỹ anh em, Ngũ Long Hóa Hình để tấn công. Đấy. Quá kinh khủng luôn. Tâm huyết lắm đấy anh em ạ. Úi dồi ôi anh em ơi. Anh em có nhận thấy có một cái người quen anh em ạ ở trong cái trận đấu này không nhỉ? Trời. Hóa ra là gặp người quen à. À. Thế à. Ok. Sao Việt Nam anh em nhá. Sao Việt Nam. Đấy, chúng ta cần phải để ý cái đối tượng này. Hôm trước là tôi đã dạy cho Sao VN, Sao Việt Nam một bài học rồi đấy. Đấy, không biết là hôm nay có còn cái khét nữa không. Có còn tạo nét nữa không để... Rồi, thôi nói chung là cứ bài thông thạo mà phang thôi anh em ạ. Tôi nhận thấy là đầu game nó cho khá là nhiều Saman, nên là tôi quyết định tôi không chơi Hunter nữa, mà tôi sẽ chuyển qua đá qua Saman vậy. Skull Hunter này, hai đỏ rồi. Ơ nhưng mà từ từ đã nhá. Ở đây có Whisperseer, có Unicorn, là chúng ta có thể là có bộ đuôi Fallen Witcher Saman nhá. Ảo ma Calada. Fallen Witcher kẹp Saman. Cũng được anh em ạ, cũng được, cũng được, cũng được. Không biết là có bị trùng bài không nhỉ? Cái bộ đấy thì nhiều người chơi. Fallen Witcher kẹp Saman thì cho tới cái thời điểm hiện tại thì vẫn có rất nhiều người spam bộ đấy. Nếu mà chọn đi cái con đường đấy thì sẽ bị trùng lặp đấy anh em ạ. Tôi không thích trùng lặp. Từ từ nha. À, nói thế này à. Rồi. Thế thì từ từ đấy, được ghép được một món đồ là có thể là chơi được. Đấy, ở đây là thậm chí là ở đây là lấy được cả ba món đồ luôn ở trong cái round này. Nhưng mà thôi từ từ đã nhá anh em nhá, để xem là cái round đầu tiên nó sẽ như nào nào. Round đầu tiên liệu rằng là tôi có thể chiến thắng được không.
Nếu mà cái round đầu tiên giành chiến thắng thì tôi sẽ chốt đồ sớm thôi. Fallen cũng chơi được này. Mà nếu mà chúng ta chuyển sang cái line up ngày hôm qua tôi giới thiệu cho anh em ấy, line up thần giáo đấy, thì cũng chơi được. Chúng ta có thể chơi thần giáo mà, đúng không? Không nhất thiết là phải spam cái bộ Saman. Saman kẹp Druid, kẹp Fallen thì cái bộ đấy nói chung là cũng không khoái lắm. Gladiator này. Ui nhưng mà không có đồ. Chứ Gladiator trận này thì lại không có đồ anh em ạ. Trận này mà nếu mà chơi Gladiator, thực ra rao này cũng lên mua con Gladiator để kích hệ, khá là mạnh. Mặc dù là chúng ta không có đồ. Đấy. Nhưng mà không sao cả, chơi tạm thôi anh em. Xong tí nữa tôi đã chuyển. Trận này thì không chơi Gladiator được đâu. Nhìn đồ là biết là không chơi được nhá anh em nhá. Thiếu nhiều đồ lắm. Thua rồi, rồi không thắng được. Round này là không thắng được bởi vì làm sao? Bởi vì là chơi ở đây là con Storm Shaman là nó là tung trưởng phép. Đấy. Và chúng ta chỉ đánh vật lý thôi thì sẽ không có cái đam để giết được cái con Skybreaker kia đâu. Không có đam anh em ạ. Round này thua. Có nên mua beat không nhỉ? Tôi vẫn coi như là cũng chưa chốt được là xem là chơi cái gì. Phải ra phong vũ này, ra súng này. Ôi giời, nhiều thứ quá nhở. Sao, tại sao cái con phong vũ nó lại không phải là con Fallen? Tại sao con Dominator nó lại không phải là con Fallen? Thế thì có phải là nó dễ chốt không, đúng không? Thôi rồi, không sao. Cứ đánh từ tốn thôi. Nói chung là tôi thì kiểu gì thì cũng chơi được thôi. Để xem là những cái round tiếp theo nó ra những cái quân bài như nào đã anh em ạ. Đấy, ở đây là chúng ta có thể chuyển sang ba hướng được. Một là 9 Warrior, hai là có thể là chơi beat thần giáo nhá anh em nhá. Tôi thấy đồ là ngon rồi đấy. Đấy, mà nếu mà không phải là beat thần giáo ấy thì nó sẽ là cái bộ Shaman Fallen. Chúng ta có ba hướng rồi. Đi là nói chung là nhìn thấy là nó cũng khá rõ ràng rồi. Bây giờ chỉ còn là co của bộ nào ra thôi. Ví dụ như là bây giờ có Berserker thì có thể là beat, biết các thứ. Mà nói chung là beat thì tôi cũng không chơi Glacier đâu. Tôi thường là nếu mà con Berserker này nó ra sớm thì tôi chơi tạm, nó tôi bán hết thôi. Nhưng mà tôi chơi level 7. Đây rồi anh em ơi, đây nó là beat đây này. Liệu rằng có phải là thế không? Nhà, 3 beat rồi. Trứng ở đây này. Hơi phân vân đấy. Trứng ở đây là phải mua rất nhiều tiền. Tôi muốn mua thêm con Unicorn nữa. Với Unicorn này nữa để có rất có thể là tí nữa chúng ta sẽ chuyển sang beat thần giáo để chơi Unicorn 3 sao luôn, đúng không? Mà nếu mà chơi chơi Fallen thì cũng phải chơi con này. Đấy. Trứng này từ từ nha anh em nhá. Tôi cũng rất là muốn đập cho con Whispersier ở đấy. Nhưng mà trận này tôi quên mất không nhắc cho anh em, đấy là trận này có sao Việt Nam nhá anh em nhá. Đấy, sao Việt Nam. Nên là lại phải có một cái trận đánh cẩn thận để có thể là lên clip. Để xem là gặp lại thì liệu rằng là đấy có gáy không. Gáy thì là chắc chắn là sẽ có clip rồi. Ok, đây rồi. Đấy nha anh em nhá. Nói chung là đối tượng là đặt vào diện là để ý 4 bit. Bây giờ nhá. Chốt luôn bit. Chốt luôn bit xong rồi Whispersier 2 sao. Được không? Theo anh em thì có được không? Tôi thì tôi vẫn đang hướng tới là một con Fallen Witcher anh em ạ. Đồ chưa ngon lắm bởi vì chưa có giáp thép. Đấy, cái vấn đề nó ở cái chỗ đấy. Nói chung là đánh nó cũng phải cẩn thận. Từ tốn thôi anh em ạ, không vội. Bây giờ chúng ta không đánh được chuỗi thắng đâu. Tầm này không đánh được chuỗi thắng đâu. Cứ bình tĩnh. Nó phải có một cái tín hiệu ấy.
kiểu dạng như là bây giờ nhá, ra cho tôi con gấu bố. Đó là cái tín hiệu rõ ràng nhất, đấy chính là con gấu bố. Hoặc Whisper Seer tự lên 2 sao mà không phải lập trứng. Thế thôi. Đây này, bây giờ vẫn chưa rõ này. Nó lại ra gấu. Đấy, ra gấu thì vẫn có cái ý định là tôi sẽ chơi là Saman thôi. Anh em ạ. Chưa nhá anh em nhá, nó chưa rõ ràng đâu. Cái bộ bài này nó vẫn chưa rõ ràng. Rất có thể biết đâu đấy 2 round sau nó lại cho tôi con Storm Saman và nó cho tôi con Tư Tế thì làm sao, đúng không? Nên là cái bộ này nó chưa rõ ràng. Những cái con beat nó mới chỉ 1 sao thì thực sự là nó cũng chả có cái ý nghĩa gì cả. Không ý nghĩa anh em ạ. Bán đi thì nó vẫn hòa tiền mà. Cái bọn này nó có cái gì đâu. Bây giờ chưa có giáp thép, chưa dám chơi beat. Beat phải có giáp thép cơ. Giáp thép trấn phái đấy. Bây giờ beat là cứ trấn phái là giáp thép rồi anh em ạ. Bộ nào cũng giáp thép hết. Nếu chưa có giáp thép không dám chơi. Cái bộ mà giáp bằng không thì phải có giáp thì nó mới khỏe. Không có giáp thì nói chung là đánh nó không tự tin lắm. Đấy. Nhiều khi là cũng có thể là nó sẽ mạnh ở trong một cái giai đoạn nào đấy, nhưng mà đến cái giai đoạn nào đấy thì nó sẽ lại là yếu. Anh em hiểu không? Ui dồi ôi, đây này. Ra con sâu 2 sao đây này. Tức là cái con này mà nếu mà tôi đập trứng thì là nó khỏe lắm đấy nhá. Rồi chốt beat đi nhỉ. Chút beat thôi anh em ạ, chút beat thôi. Con sâu 2 sao thì nó lại khác. Tôi phải khẳng định với anh em luôn nhá. Sâu 2 sao mà kẹp với cả beat. Sâu 2 sao sớm, nó là con 3 đồ đấy anh em ạ. Anh em cứ dựa vào tiền và anh em đánh giá sức mạnh. Thậm chí là sâu 2 sao ấy nó còn khỏe hơn Whisper Seer 2 sao cơ. Đấy, đồ giống hết thôi, lấy giống hết đồ như thế. Giống hệt cái bộ thần giáo. Anh em lấy cái giáp thép với cả cái găng tay Kira xong. Coi như là ấm luôn đến cuối game luôn. Mà nó có lên 2 sao được không thì nó mới là quan trọng thôi anh em ạ. Bây giờ nó tự ra 2 sao nhá thì chắc chắn là tôi sẽ chơi kiểu đấy. Còn nếu không thì tôi cũng sẽ phải cẩn thận từ từ. Sao chưa chốt vội đâu. Nên là bây giờ cái dây chuyền này tránh này nhá, nó có thể nó sẽ là cái hổ phách. Đấy, ghép trứng hoặc là có... Ui dồi ôi, thế thì đúng rồi anh em ơi. Chính xác. Thôi thế thì tôi chốt đồ luôn nhá anh em nhá. Đây đến cái đoạn này là nó dấu hiệu là rõ rồi. Ok. Thế nên là tôi sẽ chốt đồ thôi. Ở đây nhìn thấy là có cái hổ phách nhưng mà tôi không ghép cái miếng hổ phách đâu. Có một miếng giáp tôi cũng không lấy nhá anh em nhá. Bây giờ tôi phải chốt hai cái món đồ tím đầu tiên đã. Hai cái món đồ tím đầu tiên để cho sâu chơi. Đấy. Ghép được hai cái món đồ tím đã anh em nhá. Chứ tôi không có để dành, tôi không có để dành cái giáp để tôi ghép với giáp thép. Bây giờ là thôi, tôi quyết định là tôi sẽ đánh chữ thắng từ bây giờ. Sẽ coi như là full option luôn. Đấy, trận này có full lần này. Anh em thấy là tôi bây giờ đang có chuỗi thua nhưng mà tôi không có ý định là đánh chuỗi thua anh em ạ. Tôi chắc chắn là tôi sẽ đánh chuỗi thắng trong một vài round nữa thôi. Ấy, đẩy nhiều không này. Chứ còn cái round này tôi nhá, nếu mà tôi muốn eco hay là tôi đã bỏ cờ ra để tôi phá chuỗi cái thằng kia rồi. Cái thằng kia nó có cái chuỗi cộng 7 anh em thấy không? Chuỗi eco trừ 7 tôi không thèm lấy chuỗi đấy luôn. Tôi không thèm phá chuỗi luôn. Đấy anh em thấy không? Đánh tự tin không? Bây giờ có sâu 2 là tôi ấm luôn rồi đấy. Bây giờ nhá. Lên một cấp nữa thì có ok không? Đấy, nếu mà lên một cấp nữa. Bây giờ bỏ gấu. Tôi chưa muốn bỏ gấu. Bây giờ nhá. Vẫn để như này ngon hơn. Bởi vì hai con này nó kích hoạt cái bộ Metalit. Đấy, chứ không bỏ gấu mết nhá anh em nhá. Thậm chí là tôi gặp một cái thằng Warrior rất mạnh ở đây nhá, mà chưa chắc tôi đã thua đâu anh em ạ. Nhìn thì nhìn thế thôi. Nhưng mà con sâu rồi nó gánh hết. Anh em thấy không? Đã gọi ra 4 con đệ rồi này, nhanh chưa? Đệ sâu khỏe lắm nhá. Đệ sâu là khỏe lắm đấy. Đấy, úi rồi 4 con đệ, 5 con đệ rồi. Đấy, 5 con đệ thay phiên nhau mổ ở đằng sau. Cái con sâu này đam nó to lắm anh em ạ. Úi rồi anh em nhìn kìa, khỏe chưa? Gặp thằng đẩy vãi cứt luôn anh em ạ. Trời ơi, 12 máu. Đây rồi.
Con này vào. Thì bây giờ đổi đồ cho Whippersia. Whippersia thì gọi mỗi round là gọi được hai con. Đấy. Sâu thì chỉ gọi được một con thôi. Thì nếu mà tính toán thì vẫn là Whippersia thì vẫn ok hơn. Vừa tăng cơ mà lại nói chung là cũng được anh em ạ. Thôi được rồi, chuyển đồ nha anh em nhá. Bởi vì con sâu nó chỉ gọi được một con mỗi round thôi. Mỗi lần nó tung trưởng thôi. Nó sẽ ít ulit hơn. Nhưng tất cả những con ulit mà nó gọi ra ấy, những con đệ gọi ra thì nó đều được hưởng cái hiệu ứng beat. Đấy, mà chúng ta ở đây đang có 4 beat rồi. Whippersia nó sẽ có những cái con đệ, mỗi lần hai con đệ đều được hưởng hiệu ứng beat rất khỏe. Ui, thằng này nó cướp được con sâu của tôi này. Nhưng mà bạn ơi, bạn càng nhây thì bạn càng mất nhiều máu thôi. Ôi dồi ôi, rất nhiều máu luôn nhá. Càng trận này lại một lần nữa lại gây ác mộng cho đối thủ rồi anh em ơi. Chắc lại một trận đấu nữa mà đẩy sớm thôi. Đàm to lắm anh em ạ. Linh hồn lửa. Linh hồn lửa. Thực ra nếu mà chơi con linh hồn lửa này ghép với cả 3 mét thì cũng được. Ở level 8 là chơi 3 mét kết hợp với 4 bit kẹp với cả Whippersia ở level 8 cũng được. Metalith thì chắc là chỉ ở level 7 này chơi tạm câu tí xem là ra được cái con gì thì ra thôi. Chứ còn tôi thì tôi cũng xác định rồi. Đồ này tôi ghép là tôi chơi thần giáo là ok rồi anh em ạ. Thằng sau Việt Nam nó đang có chuỗi kìa. Càng đấy. Đánh khá phết đấy nhở. Hai trận đều đánh chuỗi thắng luôn. Cái trận trước tôi gặp nó cũng đánh chuỗi thắng đầu game á. Tức là chính ra là cái thằng này nó chơi cũng khá là hay ấy chứ. đánh được chuỗi thắng là hay đấy anh em ạ. Đánh mà đánh chuỗi thắng tốt là rất là hay. Nó phải kết hợp các cái con bài tận dụng được ở đầu game hay thì mới đánh được chuỗi thắng. Đấy. Nhưng còn không phải ai cũng đánh được chuỗi thắng đâu. Tất nhiên là cũng có những cái người hên may mắn ra được những cái bộ mà nói chung là bài nó tự ra thì đánh chuỗi thắng đi cũng ngon. Ví dụ chơi Hunter chẳng hạn thì dễ đánh chuỗi thắng. Đấy, mà những cái bộ bài mà nó không phải là Hunter thì khá là khó đánh chuỗi thắng đấy. Đó. Chuyện này bây giờ tính xem là roll ở 7 hay là lên 8 đây. Chơi bộ này thì nó có hai kiểu, một là roll ở 7. Hai là lên 8 roll. Và trận này tôi có thể là tôi tính toán là tôi sẽ lên 8. Trận này lên 8 anh em ạ. Như tôi nói vừa nãy là khi mà lên 8 tôi sẽ có 3 mét. Kẹp thêm được 3 mét nữa. 3 mét kết hợp với cả beat. Nó là phụ thuộc vào cái sức mạnh đội hình anh em ạ. Ở 7 ấy, thực ra nếu mà tôi dừng lại ở 7 roll khi mà tôi có thêm một con beat nữa thì tôi sẽ roll cố lên 6 con beat, nhưng mà thôi, không phải cố làm gì cả. Bây giờ tôi có 3 mét ở đây kẹp với cả spirit lên 8, sức mạnh đội hình nó sẽ gia tăng khá nhiều. Nhưng anh em nhá. Sức mạnh đội hình gia tăng. Đây này, thiếu một con beat nữa thôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn lên 8 anh em ạ. Tôi vẫn muốn lên 8. Lên 8 nó kẹp được 3 mét vào này. Bỏ hai con Metalith ra. Đấy. Đủ tiền anh em ạ. Đủ tiền, đủ tiền. Bán ngoài đi, đủ tiền này. Rồi. Hết tiền lên 8 luôn. Thêm hai con Spirit ở phía trên nó tăng khá nhiều đấy anh em. Đấy, ngoài ra có cả 3 mét nữa nên là cái bộ này nói chung là nó cũng hợp lý thôi. Mặc dù là có vẻ như là hơi tốn tiền một chút khi mà up cấp lên là hết sạch tiền rồi, không có tiền để roll nữa, nhưng mà không sao. Vấn đề là cái sức mạnh đội hình ấy nó mạnh hơn. Tôi ghép lốt chắc là ở đây có cái hổ phách này, chắc là tôi ghép hổ phách thôi. Ui,
Con gấu mết của nó tín đấy nhở. Thua này. Ui đã có thằng đi rồi kìa. Cái đéo đâu vậy? Rau này nó có thằng đi là sao nhở? Căng đấy nhở. Ôi ôi, thế này thì có phải là lợi không? Liệu rằng có phải là beat không hay là... Ồ đó. Từ từ nha anh em nhá. Tôi đang nghi ngờ vào cái đội hình này. Có một chút nghi ngờ. Thế là chắc là tôi chưa ghép cái hổ phách vội đâu anh em ạ. Rất có thể đây nó sẽ là beat lừa. Không phải là beat. Không phải là beat. Mà nó sẽ là 3m, sau đó chúng ta chuyển sang warlock. Hợp lý. Hợp lý, bây giờ mà ra con Dark Spirit là quay xe luôn, 6 warlock luôn anh em nhá. Mà sao Fien chơi Fulan này, Fulan kẹp Rui này. Mà tôi nhìn thấy là ở đây có một con, ơ nó mua cả một con rồng này thì không biết là nó có chơi cái bộ bí kíp của tôi nhở. Ui rồi ôi, hay là định thể hiện là bây giờ là chơi line up của Tuấn Cơm để đấm Tuấn Cơm, có phải không? Có phải không nhỉ? Đây có phải là Ngũ Long Hóa Hình không? Trời ơi. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. À, có ý đồ, có ý đồ, có ý đồ. Có ý đồ, đối thủ có ý đồ. Muốn dạy cho Tuấn Cơm một bài học đây. Mà trận này nhá là rất là rút kinh nghiệm. Không giống như trận trước đâu. Đấy, từ đầu game đến giờ là sao Việt Nam mà chưa nói một câu nào anh em nhá, chưa có chat một từ nào luôn. Âm thầm, đấy, sử dụng line up bí kí Ngũ Long Hóa Hình của Tuấn Cơm để đấm Tuấn Cơm. Tí nữa là sau khi đấm xong đấy thì mới bắt đầu là sẽ có những cái dòng chat hiện lên. Tôi đoán là như thế. Rồi, bình tĩnh. Trận này là lại phải mắc binh rồi anh em ạ. Lại phải cố gắng để mà mắc binh rồi. Ui, thằng này to thế. Ôi, chịu thôi anh em ơi. Toàn những cái thằng khủng bố luôn. Tôi chịu. Cái thằng có chuỗi này nó kinh khủng quá nhở. Bài to thế. Nhưng mà máu tôi có vẻ nó hơi tụt rồi đấy anh em ạ. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi. Liệu rằng có phải là 6 Warlock không đây? Beat hay là 6 Warlock nhở? Beat thì cảm giác beat lừa ấy. Mà 6 Warlock thì sợ xuống hố, đóng hòm ngay lập tức luôn ấy. Mà thôi được rồi, tôi sẽ chốt thêm mấy cái con Warlock vào để cho nó ra, xem là có ra không nhá anh em nhá. Đây, con ác mộng này sẽ phải pick. Anh em hãy nói là tôi đang đúng hướng đi. Anh em hãy nói là tôi đang đúng hướng đi. Trời ơi, sao mà tôi thấy hơi run ấy. Pick Warlock này có vẻ hơi run ấy. Giờ mà ra một con gấu mết nữa, xong rồi tất đập trứng cho gấu mết nhỉ. Cho nó yên tâm luôn nhỉ. Hoặc là bây giờ ra một con gấu bố để tôi có thể chốt được luôn. Ra một con gấu bố để tôi chốt luôn cái bộ mết. Ui dồi ôi anh em nhìn này. Trận này có mết to luôn. Nó lại còn cướp được cái con gấu mết của tôi nữa chứ. Xong rồi, đẩy nhiều lắm. Thôi chết rồi anh em ơi, tôi còn có 35 máu. Warlock kịp không nhở? Thôi không được rồi anh em ơi. Ra gấu bố rồi đây này. Hiện tại là tôi đã đủ 6 beat rồi. Nhưng mà cái bộ beat này tôi đang sợ là sẽ không ăn nổi cái line up Ngũ Long Hóa Hình. Anh em ạ. Nên là tôi vẫn muốn là chuyển về 6 Warlock để chơi với cái bộ kia. Bộ kia là 6 Warlock kẹp với cả 4 Spirit thì chắc chắn là ăn được. Đó, lý thuyết thì là như thế anh em nhá. Nhưng mà để mà chuyển được như thế thì nó sẽ phải có con Dark Spirit. Đấy, nếu mà không có Dark Spirit thì sẽ không thể chơi được đội hình này đâu. Tất nhiên là vẫn có thể chơi được ở level 10. Nhưng mà làm gì mà lên được 10. Chúng ta bây giờ chúng ta tối đa có lên được 9 thôi. Đấy, nên là phải ra Dark thì mới chơi được bộ đấy. Khá khó đấy, không dễ đâu anh em ạ. Cái trận này bọn nó đẩy khủng khiếp quá. Tôi còn có 35 máu thôi anh em ạ. Nên là chắc là tôi chốt luôn. Roll hết tiền để chốt nhá anh em nhá. Rao này tôi phải roll rồi. Không giữ tiền để lên 9 được nữa rồi. Nó bị muộn rồi anh em ạ. Lên 9 là toang.
Trận này đánh được 8 thôi. Vốn hết tiền để chốt xem nó chơi cái gì. Unicorn lên được 3 sao. Vốn tiếp. Hết tiền luôn rồi nào. Velomancer này nhưng mà chưa đủ 6 block anh em ạ. Không có Dance of Grid. Hỏng rồi. Không được rồi anh em ơi. Không được rồi, thôi phải chốt luôn thôi. Tôi chốt cái hổ phách nha anh em nhá. Tôi chốt đồ hổ phách luôn. Không được rồi anh em ạ. Hảo à. Cái trận này tốc độ trận đấu nó đẩy nhanh quá. Nó đẩy nhanh khủng khiếp luôn anh em ạ. Tôi sắp đi rồi đây này. Tôi còn 35 máu thôi. Ra 21. Sắp đi rồi. Thôi. Tôi quyết định là tôi sẽ không chơi Warlock nữa. Bây giờ 6 Warlock là low hope nha anh em nhá. Low hope. Chúng ta thiếu tận 2 con Warlock nữa cơ. Không chơi được. Thôi giải tán thôi anh em. Tốc độ trận đấu lẩy nhanh lắm anh em ạ. Trận này tôi cảm nhận được cái điều đấy. Có người ra đi ở đang mười mấy mà. Đây rồi, thôi anh em ạ, chốt luôn nhá. Roll load đây. Roll load đây. Thần giáo đây, cho cây Whisper Seam nào. Chán đấy. Kiếm hồn này. Làm quả gấu 3 luôn đâu nhở. Gấu 3 được luôn này. Gấu 3. Gấu 3 xong đập trứng cho Whisper Seer. Nếu mà ra nữa là đầy đủ bộ rồi. Đúng không? Thôi chốt thế đi. Trận này chắc là chơi thần giáo anh em ạ. Chốt thần giáo luôn. Tôi nghĩ là vẫn chơi được. Whisper Seer bây giờ còn một con nữa thôi mà. Tôi có 2 quả trứng ở đây. Đấy. Có 2 quả trứng ở đây rồi. Kiếm hồn này. Hoặc là kiếm hồn lên 2 sao. Ừ. Ra một con nữa thôi mà. Đây rồi anh em ơi. Thế thôi chốt luôn anh em nhá. Đây rồi, đây rồi. Ok. Thậm chí là tôi có thể lập trứng cho con gấu luôn cũng được. Đấy, nhưng mà liệu rằng chúng ta có lên giữ lại để cho kiếm hồn không? Một quả trứng cho kiếm hồn có vẻ ngon nghẻ hơn là một quả trứng cho con gấu. Rõ ràng. Đúng không anh em? Đập quả trứng cho con gấu thì cũng ok luôn. Đấy. Tức là chúng ta có thể đánh được chuôi nếu mà đập quả trứng cho con gấu 3 sao giai đoạn này đó. Mà kiếm hồn thì thực ra thì đánh về lâu về dài thì vẫn là ok. Đánh về late game thì kiếm hồn 2 sao là vẫn ok hơn. Liệu rằng là có một pha đánh đổi. Ờ, không đâu anh em ơi. Từ từ bình tĩnh. Whisper Seer lên được 3 sao nó là co rồi anh em ạ. Con này nó đã là co rồi, mạnh lắm. Anh em ơi, cái bộ này mạnh cực kỳ luôn. Chơi ở trong giải, tôi đã nói rồi, chơi trong giải là nó là cái bộ mà sự lựa chọn hàng đầu khi mà anh em tham gia những cái giải đấu chuyên nghiệp với những cái đối thủ chơi hay. Đấy thì cái bộ này là cái bộ mà sự lựa chọn số 1 luôn. Úi ôi, gặp thằng này thì nó lại hơi bị đen đấy. Thằng này thì nó đẩy kinh lắm này. Chết tôi rồi. Giết 1-2 con đi nào. Ít ra phải giết được 2 con nhá. Úi dồi, không giết được con nào hả? Nó lại còn cướp được con cáo của tôi nữa chứ ạ. 21 máu. Máu tụt kinh khủng luôn. Úi đây ơi, hay quá đi. Thế là gấu lên được 3 sao đã này. Ok. Rồi, đập trứng luôn anh em ạ. Rồi, còn quả trứng còn lại thì đây rồi, kiếm hồn đây rồi. Rồi, coi như là đã ổn rồi đấy. Tôi nghĩ là như này đã ổn rồi, nhưng mà máu của tôi bây giờ còn thấp quá. Liệu rằng là 2 round nữa gặp cái thằng mết thì có đi không nhỉ? Hơi sợ. Bây giờ 2 round nữa mà gặp thằng god mết thì là đi đấy. Mỗi round 14 máu à. Tất nhiên là nếu mà tôi sống sót được đến round sau, round 25 tôi có cái quả trứng thì câu chuyện nó cũng sẽ khác đấy. Nó phải có trấn phái thì nó mới khỏe anh em ạ. Con này mà nó có, sau khi nó có quả trứng thì nó là nó lên một cái tầm cao mới luôn. Đấy. Ui đúng anh em ơi, ngũ long hóa hình thật. Đúng thật luôn anh em ơi, ngũ long hóa hình thật này. Ôi rồi ôi, này thì ngũ long hóa hình lại chơi live của tôi để định dạy tôi một bài học chắc. Dễ thế à. Ôi rồi ôi, đẩy nhiều máu luôn anh em ạ. 26 máu. Dark Spirit. Linh hồn nữa.
Quá được luôn anh em ơi. Rồi. Cái thằng Mẫn là cái thằng đang nguy hiểm nha anh em nhá. Thằng Mẫn mà nó gặp tôi ấy, là tôi sẽ là bay màu trong 1-2 round nữa. Nhưng mà chắc là phải gặp 2 round mới đi. 1 round chưa chắc đi đâu. 1 round tôi nghĩ là cũng chỉ 14 đến 15, 16 máu là nhiều. Sau round này hy vọng là có một là cái găng tay Kira thì tôi lên 9. Tôi sẽ up lên 9. Tôi sẽ bán hết những con 5 sao đi. 55 đô đi. Đấy. Hai là nếu mà ra cái quả trứng thì tôi lại đánh từ từ. Có trấn phái thì cũng không sợ lắm đâu. Đây rồi, cái cấm đánh này. Được. Hợp lý. Trấn phái anh em nhá. Trấn phái của Whispersia. Rồi. Thế thì lại đánh lại từ từ cũng được rồi. Tầm này nó không phải vội. Từ từ lên 9 cũng được. Lên 9 thì bây giờ kẹp cái gì vào đâu? Kẹp chắc kẹp kiếm hồn hay là kẹp Dark Spirit thôi. Để có thêm Warlock với cả Spirit. Cũng chả phải kẹp gì nhiều. Đấy. Nói chung là đội hình thì form coi như là đủ rồi. Đội hình này coi như đủ rồi anh em ạ. Giờ chỉ kẹp thêm 5 đô vào thôi. Thích hệ thế là quá đủ rồi. Kẹp 5 đô thì có thêm hệ Warlock thì Dark Spirit là ngon nhất. Còn nếu mà có găng tay Kira sẽ kẹp con Velom. Vừa có Warlock vừa có Kira. Con Whispersia của tôi nó sẽ trâu hơn, nó sẽ gọi được đệ liên tục. Đấy. Sau đó lại được hưởng hiệu ứng Kira, máu sẽ rất nhiều. Sẽ rất trâu ở trong combat. Đam to nữa. Nói chung là nếu mà nói là có đồ thì solo với con nào cũng được. Vấn đề là có đồ hay không mà thôi. Rồi, thằng này đuối rồi. Goblin đuối rồi, gặp Beat đuối rồi. Nhất là Beat này, Beat siêu rẻ. Goblin nó không có đam để nó clear được cái bọn Beat này đâu anh em ạ. Trừ khi là bom lên được 2 sao. Hai con bom. Ok, tôi nghĩ lại rồi. Không cần đâu. Đây ơi, giáp thép rồi. Ui, hay quá. Hợp lý luôn anh em ơi. Có giáp thép vào nó lên cái tầm mới đấy. Được rồi anh em ơi, vậy là cái đội hình này nó sẽ có một cái sức mạnh mà có thể trụ được đến round 35. Trước khi có những cái món đồ và những cái con không chế mạnh như là Tsunami thì chúng ta sẽ có thể chơi được với cái đội hình này đến round 35 nha anh em nhé. Đủ đồ à? Đủ đồ chơi là có thể chơi được không? Sao VN đúng không? Đấy, lên được cái con này 3 sao rồi nhá. Căng phết nhở. Để trước mặt này thực ra là nếu mà nói là để trước mặt con Fallen, tôi nghĩ là thực ra là tôi cũng đây là mới chỉ là lý thuyết thôi, nhưng mà để trước mặt thì nó vẫn ngon hơn. Thử xem nhá anh em nhá, thử phát để trước mặt. Không được rồi. Để trước mặt nó sẽ bị con Siren nó hóa. Để trước mặt sẽ bị con Siren nó hú. À, vậy là để trước mặt không ngon lắm. Để trước mặt không ngon lắm. Ui mà tôi vẫn thắng này. May quá anh em ơi. Úi rồi. Anh em thấy không? Trấn phái nó khác mà. Fallen Witcher 3 sao, Ngưu Long hóa hình vẫn thua. Ô, bị đẩy nhiều máu luôn. Quá nhiều máu luôn ý. Không ít đâu anh em ạ. Ui rồi ôi, 16 máu. Căng. Nhưng mà tôi thấy để trước mặt này có vẻ là hơi sai. Lý thuyết thì là cũng khỏe, nhưng mà có vẻ như con Fallen này nó sẽ dã thẳng vào mặt con Whispersia đấy. Nếu mà chúng ta để ở cái vị trí như này, có lẽ là tôi sẽ phải thay đổi cái vị trí sang phía bên cánh phải. À, cánh trái anh em ạ. Tôi nghĩ là như thế. Để ở cái vị trí cánh phải này là có một cái gì đấy mà tôi cảm giác. Thực ra lý thuyết ấy, thì để cánh phải ấy, thì con Phượng Hoàng này nó sẽ hú luôn. Đấy, nhưng mà tôi nhận thấy cái round vừa rồi có vẻ như là nó không được an toàn cho lắm, nên tôi sẽ chuyển sang cánh trái anh em nhé. Về lý thuyết là đứng trước mặt con co của đối thủ, đấy, nó là ok nhất ở trong cái bộ beat. Thật, tôi quen đánh cái kiểu đấy rồi. Tức là nếu mà đối thủ ở bên nào tôi cứ dí trước mặt đối thủ thôi. Dí thẳng trước mặt đối thủ là xong. Nhưng mà tôi cảm giác như là với cái bộ đấy thì chúng ta nên là đứng xa một chút.
để đảm bảo an toàn cho Whisper. Đây rồi, giáp xương anh em ạ. Giáp xương ngon luôn. Còn những cái món đồ còn lại xem nào. Ok, chén thánh cũng được. Rồi, tạm thời như thế anh em nhá. Vẫn ở level 8 ấy chứ. Tôi nói là có giáp thép phát yên tâm luôn. Có giáp thép cái là tôi yên tâm, tôi đánh ở level 8 luôn. Không cần phải lên 9 luôn mà. Đấy, bây giờ lên 9 thì kẹp thêm Warlock vào này. Đủ tiền rồi lên 9 thôi. Thậm chí là có thể lên được 10 nếu mà tôi muốn. Mà round sau là tôi kẹp được thêm cái bộ Kira vào ấy, thì lên 9 nó là ok rồi. Anh em ạ, lên 10 chắc là tôi đợi 35 rồi mới lên 10. Không biết cái trận đấu này nó có đến được round 35 không, chứ còn tôi thấy là round 29. Mà 4 nhà còn lại chỉ còn có 22 máu ở nhà này thôi. Cái nhà nhiều máu nhất bây giờ còn 22 máu thì một round đẩy đi chết thôi anh em ạ. Gặp sao VN này. Để tôi xem là nếu mà quay làm sao ok hơn. Ờ đúng rồi, như này là không bị Siren hóa đá. Anh em thấy không? Hay quá. Ôi anh em nhìn kìa. Nhìn có phô lần là cứ quay đằng sau nó bắn mấy cái con đệ của tôi gọi ra kìa. Cứ bắn chết đệ nó lại gọi ra luôn. Ui giời ơi, thế nó lại đi luôn rồi. Còn có 16 máu thôi anh em ạ. Ui giời ơi, phô lần 3 sao nghe nói là cũng là khỏe lắm đấy. Ý đồ của Sao Việt Nam chính thức phá sản. Định coi như là lấy live up của tôi để dạy tôi một bài học đấy. Sau đó là gáy đấy. Nhưng mà đấy anh em thấy không, trận đấu này cũng giúp kinh nghiệm khá là nhiều. Nhưng mà chưa nói một cái câu gì từ đầu game đến giờ. Lạ thật đấy. Khác hẳn với tính cách thường ngày của Sao Việt Nam anh em thấy không. Trận trước sao mà nói nhiều thế, mà trận này trông có vẻ khá là căng thẳng. Thôi rồi, tôi phá vỡ cái bầu căng thẳng này bằng một cái icon. Thả nhẹ một cái icon cái. Thể hiện là gì? Thể hiện là khi mà tôi thấy bạn chơi ngũ long hóa hình là bạn làm cho tôi toát hết cả mồ hôi hột. Khi mà avatar của đối thủ xám màu thì có nghĩa là đối thủ đã quit nha anh em nhá. Vẫn phải bằng hoàng mất mấy giây đây anh em ạ. Tôi thấy là đối thủ gần như là không nghĩ được là có thể là bay màu ấy. Thật, cái round vừa rồi là rất là bất ngờ luôn. Đối thủ rất là bất ngờ luôn. Tôi nói thật với anh em là chắc là cũng đang nghĩ là Fallen Witcher lên được 3 sao ở trong bộ ngũ long hóa hình là vô địch rồi đấy. Anh em có nghĩ là như thế không? Tôi nghĩ là như thế. Thế là đối thủ có một cái sự bất ngờ nhất định khi mà cái round đấy bay màu. Đứng hình mất một lúc mà không biết nói lời gì luôn. Đấy, còn cũng không quit luôn. Đứng hình mất một lúc. Một lúc sau bắt đầu quit ra. Rồi ok, trận này chắc lại vô địch rồi anh em ạ. Đến cái bộ ngũ long hóa hình mà còn đấm như con thì những cái bộ Saman hay là những cái bộ đỏ không có vấn đề gì đâu anh em ạ. Whisper Seer giờ đủ đồ trấn phái rồi. Khỏe lắm rồi anh em ơi. Thậm chí là trận này tôi không có Light Spirit, không có Tsunami luôn. Vẫn đang đánh ở level 9 thôi. Tôi còn chưa pick có Tsunami vào anh em ạ. Mà trận đấu hết rồi, trận đấu hết kết thúc rồi. Bây giờ có lên 10 không thì chắc là cũng chả lên 10. Chả lên được 10 rồi. Có lên 10 kẹp cái gì? Lên 10 tôi cũng chưa biết kẹp cái gì. Có thể là một con Siren. Cái tầm này thì đỏ thì cũng không mình vấn đề. Đây là chơi 6 đỏ à? 6 đỏ kẹp cái Saman. Mà đánh ở level 9. Đội hình này đánh ở level 9 không ăn thua. Bộ này phải đánh ở level 10. 6 đỏ 4 Spirit thì may ra mà có cửa ăn, nhưng mà thôi không còn cơ hội nữa rồi. Ui rồi ôi, một phát double kill luôn anh em ơi. Quá là tuyệt vời luôn. Ủa đội hình này mạnh thật đấy anh em ạ. Đùa chết rồi, tôi ra hai cái clip liên tiếp và chơi cái lay up thần giáo này, trâu đấm cho cái bộ ngũ long hóa hình như con này kia thì căng quá nhờ anh em nhỉ. Căng thật sự luôn. Không biết là rồi là trong rank là có anh em sờ pha với bộ này không. Điều đó phụ thuộc vào anh em nhá, chứ còn nó cũng không phụ thuộc vào tôi. Ngày mai tôi làm cho thêm hai clip thần giáo nữa để cho các anh em sờ pha ở trong rank, sau đó tôi lại chơi bộ khác. Ok. Rồi nhá anh em nhá, anh em thấy hay thì tôi một like. Anh em chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em thể chọn clip bên trái. Clip hôm qua tôi cũng chơi cái bộ thần giáo này, nếu anh em chưa xem anh em có thể xem lại nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải.
để xem tôi chơi cái lineup Insectoid siêu đẻ anh em nhá. Một round tôi đẩy đối thủ 50 máu, khiến cho đối thủ coi như là chết và vẫn rất là bàng hoàng và ngỡ ngàng luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua donate cũng như là qua đăng ký hội viên bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.